Chào mừng quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Thân khỏe Tâm an, trong với đề tài là thuốc gì giúp gia tăng năng lượng và thải độc tố. Thì trong phần 1 chúng ta đã nói đến vitamin B9 đã giúp như thế nào trong cái vấn đề tạo năng lượng, và những cái căn bệnh nào đã làm ảnh hưởng đến cái sự tái hấp thu của cái loại vitamin này. Thì Ngọc Khanh thấy là trong phần 1 bác sĩ nói rằng là bệnh, ví dụ mình lớn tuổi, cái bệnh tiêu hóa của mình lớn tuổi uống thuốc, một số loại thuốc ảnh hưởng. Dạ, yeah, một số loại thuốc gây ảnh hưởng. Thuốc phong thấp này nọ. Dạ. Yeah. Còn có những cái khác nữa quý vị, là người nào uống rượu. À, okay. Alcoholism là cũng là rất là bị thiếu chất folic acid. Mm. Là cái chất folate trong máu. Dạ. Yeah. Yeah. Còn người nào bị bệnh gan cũng bị liên quan tới cái này. Bệnh gan giống như là viêm gan B và C. Chronic gọi là viêm gan kinh niên. À, viêm gan kinh niên. Tức là mình bị mang gan B, gan C đó. Dạ. Yeah. Yeah. Hoặc là uống bia rượu ảnh hưởng tới gan. Mm. Còn những người bị bệnh thận, nhất là những người đang đi lọc máu, cũng bị mất đi cái chất folate khi lọc máu. Mm. Yeah. Yeah. Nhờ mấy người đó thì họ hay được uống cái thuốc gọi là Renovate, thì nó cũng có thêm cái chất bổ cho họ thêm. Nhưng mà tất nhiên là đó là gần như là tổng quát. Nếu mình muốn đi chính xác thì là đây là cái thuốc họ rất là cần. Thì đó là những cái lý do căn bản là nhiều người bị thiếu cái này. Thì Ngọc Khanh nãy đã dạ, khi nãy Ngọc Khanh nói rằng là phần 1 thì chúng ta nói là thuốc tạo năng lượng, giúp cho mình đừng có cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà nếu mà nói trên khía cạnh detox, thì detox như thế nào thưa bác sĩ? Thưa quý vị, cái mình nói thứ nhất là cái nếu mình nói về một khía cạnh để dễ hiểu là cái chất gọi là cái methylfolate này này, nó ở trong những cái bộ máy chuyển hóa trong cơ thể của mình. Thì khi mà cái cơ thể quý vị mà cái tế bào của mình nó đang phát triển từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 6 đó, thì nó gọi là cái DNA, tức là làm cái NDA, người ta hay đọc là cái ND, DNA. Thì nó cần cái methylfolic acid nó vì trong cái bộ phận chuyển hóa nó mới thành được những cái tế bào mới trong cơ thể mình. Nên nếu mà thiếu cái này đó là có thể là những cái tế bào mình không có phát triển được bình thường, không có tái tạo, không có tái tạo được. Đồng thời quý vị, khi mà quý vị nãy Ngọc Khanh nãy có nhắc qua cái thuốc bổ B12 để cho có năng lượng. Nhưng mà cái B12 mà nó thiếu cái folic này thì nó lại không có làm việc được. Nên nó phải kèm theo cái folic acid, tại vì B12 tạo năng lượng. Mà nếu mà thiếu cái methylfolate á thì hai cái nó không có làm việc với, không làm việc được. Vì bị thiếu cái chất này. Cho nên khi thiếu đó thì trong máu quý vị nó sẽ tạo ra cái chất, thì nãy mình nhắc qua là cái homocysteine. Cho nên homocysteine á là trong cái bộ phận chuyển hóa của cơ thể quý vị, nó là một cái loại amino acid. Thì ở phòng mạch mình hay thử máu cho quý vị đấy, mà hay nói là khi nó cao đó thì có nghĩa là mình bị có vấn đề có thể liên quan tới nguy cơ bệnh tim mạch trong tương lai. Thì các quý vị đó mình sẽ khuyên là uống thuốc bổ folic acid. Nhưng mà khi mà có cái thuốc methylfolate này cộng với B12 thì thưa quý vị, thêm một cái nữa là cái B6 là pyridoxine, thì có thể là giảm đi cái homocysteine được, và thử máu sẽ có thể chứng minh được cái điều đó. Tại vì cái homocysteine là nó phá mạch máu, nó làm cho mạch máu mình bị lão hóa, và những cái bệnh liên quan tới người lớn tuổi, bệnh về lão hóa. Cho nên là cái thuốc bổ methylfolate này đó, nó sẽ ngăn chặn để mà giảm đi cái nguy cơ bị đau tim và cả stroke và bệnh máu đông. Đó là những cái mà độc đáo của cái thuốc này. Cho nên đây là một cái thuốc. Tuy nhiên là khi cơ thể mình nó để detox đó, là cái cơ thể quý vị phải đào thải chất độc trong người đó. Nó cũng cần cái energy, là cái năng lượng cái thuốc này nó mang tới, để mà cái tế bào mình nó mới thải độc được trong cơ thể mình, nó cho ra được. Thì nó là tất cả cái này. Cái đề tài này nó hơi khó nói, tại vì cái này nó nói là nó đa số nói về biochemistry, tức là những cái chất hóa trong cái sinh lý của cơ thể mình. Nhưng mà cái mình muốn nhấn mạnh cho quý vị á, là đây là một cái thuốc mà quý vị ai cũng có thể mua được, và ai cũng có thể xài được. Con nít rất là cần cái này. Mình nói quý vị hồi nãy đó là người mẹ đang mang bầu, thì em bé cũng cần, thai nhi cũng cần cái này. Khi tế bào của người mẹ đang thay đổi để nuôi dưỡng em bé, cái này uống vẫn được. Nên là tuổi nào uống cũng được hết. Và khi mà người trẻ đang phát triển, đang lớn lên thì lại cần cái này rất là nhiều, để mà phát triển, để tế bào nó đang phát triển trong cơ thể. Đó, và khi mà mình
lớn tuổi sẽ mang những cái bệnh trong người, thì đây là những cái thuốc có thể bảo vệ mạch máu cho mình và ngăn chặn lại cái vấn đề bị thoái hóa trong cơ thể. Thường thường khi mà làm TV show với bác sĩ Bảo Khanh đó, một trong những cái điều mà Ngọc Khanh thấy là bác sĩ Bảo Khanh hay kêu, à nếu cái gì mà mình ăn được thì mình nên ăn thay vì uống thuốc. Thì bây giờ mình có thể đoán trước một chút xíu là Ngọc Khanh biết là nãy giờ bác sĩ nói ok, bây giờ nếu mình đi ra nhà thuốc mình có mua thì mình mua mấy cái như vậy. Tuy nhiên Ngọc Khanh nhớ là bà nội Ngọc Khanh kêu rằng là khi mà còn nhỏ đó, bà nội hay nói rằng là mấy đứa ráng ăn gạo lứt, tại vì trong gạo lứt á, là nó có cái cám gạo đó, trong đó sẽ nhiều cái vitamin B. Với cái vitamin B này thì tụi bay mới thông minh. Nhưng cái đó là mình nghĩ là ông bà truyền lại kiến thức như thế nào bà nội mới nói vậy thôi. Bây giờ mà khi mà bác sĩ Nguyễn Vô Khanh nói với Ngọc Khanh làm Khanh nhớ lại những cái đề tài mà chúng ta thực hiện ở trên kênh bác sĩ Bảo Khanh USA trên kênh YouTube đó, thì bác sĩ vẫn hay nói rằng gạo lứt, gạo đen là có rất là nhiều vitamin B. Yes, đúng như vậy thưa quý vị. Cái đó là điều đúng. Nhưng mà khi mình nói tới cái folic acid này đó, hoặc cái methylfolate đó quý vị, là cái mức mà mình cần đó, nó không có đủ. Ok, cả mình ăn cũng không có đủ. Nó không có đủ. Và nhiều người như mình nói đã bị bệnh chuyển hóa. Thì quý vị nhớ đó là, nếu mình nhắc quý vị đó là 40% con người trên thế giới này là cái bộ phận chuyển hóa từ cái chất bổ này đó để mà thành ra cái methylfolate này đó chuyển hóa không được, không có thành công và bị thất bại trong là cái hệ thống chuyển hóa cơ thể nó bị rối loạn. 40% là rất là nhiều thưa quý vị. Cho nên quý vị có ăn bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không có chuyển thành cái chất này được. Cho nên đó là lý do tại sao quý vị ăn folate, ăn măng tây, ăn gan, ăn gạo lứt, ăn đủ thứ hết nhưng mà quý vị vẫn bị thiếu. Thiếu cái chất này. Đúng như vậy, tại vì người mình không chuyển hóa được 40%. Cho nên đó là lý do tại sao mình mới nói quý vị là ngay từ đầu á, là thường thường mình hay khuyến khích quý vị là ăn tất cả cái gì mà nó có chất. Đúng. Nhưng hôm nay mình đã nói quý vị là những người không chuyển hóa được nên mua cái này. Và mình không biết đó là ai. Tuy nhiên là những cái thử máu, thử về gene á, thử về cái di truyền á, rất là mắc tiền, rất là khó khăn để thử cái đó. Nên thông thường người ta không có thử cái đó. Ví như là mình nói là mấy người mẹ mà uống cái thuốc này hay là uống folic acid, uống cái nào thì đâu có ai mà đi thử. Cái đó là không có thực tế. Không thực tế. Cho nên đó là quý vị nếu mà tìm hiểu sâu hơn nữa đó thì đa số trong cái ngành về sản khoa họ đã đổi qua cái methylfolate này, nhưng mà tuy nhiên nó rất là mắc tiền hơn là cái thuốc mà họ mua bên ngoài, folic acid. Thì kính thưa bác sĩ, lúc mà chúng ta nói về cái thuốc như vậy nè, làm cho Ngọc Khanh mới thấy là nhu cầu của một con người là chúng ta cần khỏe mạnh. Và để khỏe mạnh thì lúc nào trong suy nghĩ của mọi người cũng là phải thêm chất bổ và thải độc tố. Thì khi hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ chúng ta chia sẻ về đề tài này thì lúc này mình lại nhìn thấy ra một cái khía cạnh là chúng ta nói về nhiều bệnh và nói về nhiều cái vitamin. Không ngờ là cái vitamin này nó lại đóng một vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta lại thường nhắc nhiều về calcium, về vitamin D hơn là cái B9. Thường thường khi mà thực hiện những đề tài về y tế đó, ít khi chúng ta nói về acid folic nhiều. Nhưng mà đặc biệt là trên cho phụ nữ mang thai và các em bé, nhưng mà ít khi nào nói về người lớn. Thưa quý vị, ít khi lắm. Nhưng mà mình nhớ cái vị hồi năm, mình cũng không được quên hết á, năm 96. Cái lúc mà bệnh viện mình đang làm việc ở USC đó thưa quý vị, thì có một ông bác sĩ, ông người Đài Loan. Xong rồi ông cứ nói về cái homocysteine. Quý vị đang 96 là rất là lâu rồi. Thì lúc đó là bắt đầu họ đang khám phá ra, ông là bác sĩ về tim. Đang khám phá là cái homocysteine này là một cái chất mà lúc đó thử máu cũng khó lắm nhưng mà vẫn thử được. Homocysteine, và biết là cái này là có khả năng không có tốt cho tim mạch. Nhưng mà cũng nhiều, nó có hai phái bác sĩ, một phái bảo hồi cái chuyện vớ vẩn, chắc không có đâu, cái này còn mới quá. Nhưng mà quý vị, bây giờ đã năm 2024 rồi, đúng không ạ, thưa quý vị? Và nó quá nhiều tài liệu đã chứng minh là homocysteine là một cái chất hóa trong cơ thể, khi bị nhiều đó thì quý vị sẽ bị có, thì mình là lo về bác sĩ gia đình thì lo về tim mạch rất là nhiều quý vị. Cho nên đó là mình luôn luôn thử homocysteine, và bây giờ là một cái chứng minh rõ ràng rồi. Thì để mà giải quyết cái đó, khi con số nó cao đó thì bằng cách nào? Thì phải trở lại cái thuốc này,
không có thuốc gì khác hết, là methyl folate hoặc là folic acid, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình chọn giữa hai cái thì sẽ chọn cái loại này vì cơ thể mình sẽ xài được ngay lập tức, chuyển hóa được và thử máu thấy nó xuống được. Kính thưa quý khán giả, khi mà bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh nói cái chữ là homocysteine có nghĩa là một cái loại thử nghiệm trong lúc mà mình đi khám bệnh tổng quát đó, mình có thể nói bác sĩ gia đình cho mình thử nghiệm cái loại đó. Có nghĩa là cái thử nghiệm này giúp cho người bệnh nhân có thể thấy trước được cái nguy cơ là họ có thể có những cái bệnh về tim mạch. Tim mạch, thưa quý vị, thì nó có hai cái mình hay thử. Cái thứ nhất là cái homocysteine. Thì cái đó là bây giờ thì nó công ty lab nào cũng đều thử hết và không có khó khăn, rất là phổ biến. Và cái thứ hai đó nó gọi là cardiac CRP. Thì mình có hỏi một người bác sĩ, bệnh nhân của mình là bác sĩ ở Việt Nam qua chơi đó, hỏi là anh ơi ở Việt Nam hoặc cái này gọi là cái gì, thì bác sĩ nói là ồ, ở Việt Nam chúng tôi gọi cái này là men tim, là một cách để dễ nói. Đó thì là thử CRP, tức là đối với họ là men tim, và homocysteine là mình thử về cái chất này mình đang nói nữa, là thưa với quý vị. Thưa bác sĩ, vậy thì bây giờ để tóm tắt về cái đề tài của vitamin B9, acid folic, thì chúng ta sẽ tóm tắt như thế nào ạ? Thưa quý vị, trước khi tóm tắt thì mình cũng muốn nhắc quý vị một cái nữa, đó là nếu mà quý vị dùng cái thuốc folic acid, là không phải là cái methylfolate này, mà quý vị dùng cái folic acid không thôi, thì cũng có một cái vấn đề khác đó là cái để mà cơ thể quý vị, mình nhắc nãy giờ là để chuyển hóa từ folic acid thành ra methylfolate này thì nó đi qua nhiều giai đoạn. Nhưng mà nếu mà quý vị dùng folic acid như mình nói nãy giờ đó mà không dùng cái này đó, thì có thể một chuyện xảy ra mà không có tốt đó là chính cái folic acid đó cơ thể mình nó đang kiếm cách để nó chuyển hóa. Trong khi nó đang kiếm cách chuyển hóa thì cái chất này trong người mình là methylfolate này, nó lại bị ngăn chặn cái đường đi của nó, thì quý vị lại trở thành lại bị thiếu cái này. Mặc dù mình đang uống thuốc bổ sung mà lại bị thiếu, cho nên nó bị lock lại. Cho nên đó là lý do tại sao mà một lý do nữa là tại sao mình nên dùng cái này thay vì cái folic acid. Rồi thì để mà mình chia sẻ với quý vị hôm nay, mình nghĩ là trong tất cả các cái thuốc bổ thì có nhiều cái rất là hay. Tuy nhiên là quá nhiều cái để nói đi. Mình mới nói về cái này là tại vì đó, ở ngoài thị trường quý vị sẽ có hai cái lựa chọn và quý vị sẽ bị hoang mang, tại vì khi mình nghe cái từ folic acid và mình nghe cái từ folate nghe nó giống nhau quá. Nhưng mà đây là hai thứ nó sẽ không có liên quan. Tại vì một cái là tự nhiên là trong các loại rau cỏ thịt có cái chất folate, còn folic acid là con người làm ra. Và tất nhiên là folate trong đồ ăn ta sẽ tốt hơn, nhưng mà vẫn phải chuyển hóa từ folate thành ra methylfolate. Thì đó bây giờ ngày xưa không mua được mà bây giờ ai cũng có thể mua được. Và đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý, tại vì mình nói cái vị đó là 40% con người mình có thể không chuyển hóa được. Thì vì không chuyển hóa được cho nên cái methylfolate này là cái con đường cuối cùng mà cơ thể mình có thể xài được. Cho nên quý vị sẽ và tất cả tế bào quý vị sẽ cần cái này. Và cuối cùng thì quý vị được cái gì? Thứ nhất là nó ngăn ngừa bệnh tim. Ai cũng muốn cái điều đó. Cũng ngăn ngừa bị stroke, hư mạch máu. Cái vị, tí là những cái nào mà khó về vấn đề sinh sản thì đều là một cái thuốc giúp cho, đã được chứng minh cái điều đó, giúp cho các quý vị đang muốn có con. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Kính thưa quý khán giả, cho phép Ngọc Khanh nhắc lại là tất cả những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh chỉ mang tính tham khảo, không dùng cho mục đích tự chữa trị. Và có một cái nhắc thêm quý vị là nếu mà quý vị vẫn cần một cái chỗ để chích ngừa COVID cho những ai có nhu cầu, những ai cần tiêm mũi tăng cường, những ai có hệ miễn nhiễm suy yếu, thì tại trung tâm y tế Sao Len chúng tôi cho chích ngày thứ 6 từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi và phải lấy hẹn trước. Và để gọi lấy hẹn thì vui lòng gọi cho Ngọc Khanh ở số là 714-620-7009. Xin được gửi một niềm lành cho tất cả quý khán giả và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.